trân trọng kính mời quý vị quý phật tử và chư quý đồng đạo lắng nghe những điều tiên tri của ông sư giải bán khoai diễn đọc tuấn anh và ngọc minh nam mô a di đà phật hạ nguyên giáp tý bằng nay cơ trời đã khiến lập đời thượng lai. Ông sư giải bán khoai muốn nhấn mạnh cho người đời luôn luôn để ý. Hạ nguyên nay đã hết rồi, minh hoàng cầu Phật lập đời thượng nguyên. Hoặc với câu Hạ nguyên Tuất hợi đổi dời, ngọc hoàng hội nghị lập đời thượng nguyên. Nhưng muốn cho người đời nhận thức một cách thực tế hơn, Ông sư giải còn chỉ cho người đời để ý về thời tiết đã đổi xoay. Đời đà tận thế vậy mà, mùa nam gió bớt, đông thời gió tây. Mái trời nay đã đổi xoay, công danh có một hội này mà thôi. Đây là những báo hiệu của thời Hạ Nguyên. Hạ Nguyên này thể như bèo nay còn may mất hiểm nghèo thon giòn lớp thì bệnh tật gầy mòn lớp thời bảo lục nhân dân khốn nạn lớp nào là giặc nổi lên đánh tứ tung không còn biết nơi nào mà tránh giặc thời tứ hướng dậy thì nhiều nước dĩ kỳ khác chẳng giống nhau vừa chạy vừa khóc như mưa trốn đâu cho khỏi binh ngừa bốn phương và dạ, ngài cho biết thương thay trung quốc chẳng lành bị phù tan nhiều cách khổ hành lê dân nhưng mà trời chữa định phân cho nên trung quốc lo cầu các nơi và dạ, đây là lời tiên tri về việt nam nói cho thiên hạ đặng tường ráng mà tu niệm khỏi đường đau binh và kia phía bắc chiến chinh tu nhân thì đặng thần linh hộ mình phật giáo phái phật thầy tây an đức phật thầy tây an mà dân chúng ở miền tây nam việt đều biết chỉ là một kiếp trong nhiều kiếp của đức phật thầy theo sự hiểu biết của chúng tôi thì đức phật thầy còn nhiều kiếp nữa như đức phật trùm ở xà toán, đức bổn sư ở núi tượng, đức phật thầy tây an ở núi sam, ông sư giải bán khoai ở cao miên, dân dân và gần đây đức giáo chủ hòa hảo, tôn chỉ đạo của đức phật thầy là dình đạo thích ca, tu theo pháp vô vi, thế nên ít chú trọng về mặt hữu vi về tài liệu để hiểu đạo của đức phật thầy không thể dịnh vào đâu hơn bút tích của ông sư giải bán khoai. Ngày nay, chỉ thấy lưu truyền quyển sấm giảng người đời là còn được đầy đủ. Cho nên, cũng có người hỏi, làm thế nào được biết ông sư giải bán khoai là chuyển kiếp của Đức Phật Thầy? Có ba bằng chứng có thể tin được. Thứ nhất, theo những lời của các môn đệ được gần ngài kể lại hay được ngay ngài giảng dạy. Thứ hai, theo quyển Sớm giảng người đời của ngài có nhiều đoạn ngài đã bộc lộ như thương dân nói đã hết lời, tôi nay thấy dị thấy lời Thích Ca. Hoặc như tôi nay dưng lệnh Phật trời rao cho thiên hạ dưới đời đặng hay. Chỉ có đức Phật Thầy mới dám xưng như thế. Thứ ba, theo sấm giảng của Đức Giáo Chủ Hòa Hảo, có chỗ cho biết Ở Cao Miên vì mến Tần Hoàng, trở về Nam đặng có sửa sang, cho thiện tính được rành chân lý. Mấy câu này đủ ám chỉ về ông sư giải bán khoai và chính trong sấm giảng, ông bán khoai cũng có biết Tôi đâu mà có yên thân bây giờ phật biểu tôi sang nước tầng tức nước cao miên mến là mến nghĩa hoàng lân thương là thương lấy dạng dân mắc nàng cứ theo bằng chứng trên đây không còn ai chẳng nhìn nhận ông bán khoai là chuyển kiếp của đức phật thầy phường chi giữa đức phật trùm đức phật thầy tây an và ông sư dạy bán khoai vẫn có sự đồng nhất một hay xưng khùng điên là để đối lại người đời ưa xưng khôn lanh. Nhưng khôn lanh về đường tội ác. Mặc dù là xưng khùng điên, nhưng mà thứ khùng điên của Phật tỏ thấu cơ huyện. Trong sấm giảng người đời, ông bán khoai đã xưng khùng. Khùng là khùng Phật khùng trời, cho nên khùng biết diệt đời hết trơn. Và xưng điên Điên này điên Phật điên Thầy Chẳng sợ ai rầy nên nói cù nhây Các Đức Phật Trùm, Đức Phật Thầy Tây An Và Đức Giáo Chủ Hòa Hảo Vẫn thường xưng như thế Hai, hay giả dạng khi trẻ khi già Khi cái ăn mài đi hóa độ chúng sanh Thức tỉnh người đời Ông Bán Khoai có biết Hết trẻ thì tôi lại già Hết già tới trẻ ai mà có hay hoặc là phật còn giả kẻ ăn mày ai mà biết đặng kẻ này thiệt hơn ai có ở miền hậu giang đều thường gặp những trường hợp đức bổn sư đức phật thầy tây an giả dạng đi cứu dân độ thế ba các lời giáo truyền của đức phật trùm đức phật thầy tây an ông sư giải bán khoai và sau này đức giáo chủ hòa hảo Dẫn giống nhau. Nhận định huyền cơ cùng tiên tri hậu vận không có chỗ nào khác nhau. Bởi thế, khi đọc quyển sấm giảng người đời của ông sư giải bán khoai, ta có thể hiểu được tôn chỉ đạo của Đức Phật Thầy. Ta có thể nói quyển sấm giảng người đời đại diện cho tư tưởng cùng quan niệm của cả phái Phật Thầy. Như vậy, trong tình trạng thiếu sót tài liệu như hiện nay, ta có thể bằng vào quyển sấm giảng người đời của ông bán khoai để hiểu Đức Phật Thầy nói gì về tận thế và hội Long Hoa. Cũng như quyển Đại Thừa Chơn Giáo của Cao Đài Giáo, quyển sấm giảng người đời của ông sư giải bán khoai cũng mở đầu bằng câu đánh thức người đời rằng đời hạ nguồn đã đến. Hạ nguồn giáp tí bằng nay cơ trời đã khiến Lập đời thượng lai. Và từ đầu chí cuối, Danh từ Hạ Nguyên, Vẫn được lập đi lập lại mãi. Ý chừng, Muốn nhấn mạnh cho người đời, Luôn luôn để ý. Hạ Nguyên nay đã hết rồi, Minh Hoàng cầu Phật, Lập đời thượng nguyên. Hoặc với câu, Hạ Nguyên tuất hợi đổi dời, Ngọc Hoàng hội nghị, Lập đời thượng nguyên cứ theo ba câu vừa dẫn đủ cho ta thấy rằng sự nhận định của ông sư giải bán khoai không khác gì với cao đại giáo về lý tam nguyên thời hạ nguyên sở dĩ sắp mãn là để lập lên đời thượng nguyên rồi cứ theo luật tuần hoàng sẽ bước qua thời kỳ trung nguyên để lọt xuống thời kỳ hạ nguyên và luật tuần hoàng cứ như thế diễn biến mãi nay thì thời cơ đã mỏng manh hạ nguyên như sợi chỉ mành sao không tu niệm tranh giành làm chi và ông sư giải bán khoai dám quả quyết rằng cơ trời đã dĩ định đời nay như nước cờ cùng nói cho già trẻ giữ gìn tu thân xem qua xét lại mấy lần cơ trời định chắc không lầm bỡ dân bởi thế mà Ông không ngần ngại truyền rao Rao cho bá tánh đặng tường Kinh này rốt việc rốt đời bử dân Thời cơ đã mỏng manh Cơ trời đã định Nhưng đã gần chưa Và do đâu biết nó sẽ đến Những điềm báo trước đời đã tới Ông sư giải bán khoai Không ngần ngại mà cho biết Đời đã cận lắm rồi Quá cám thương trần hạ Nên ông không còn giấu nữa cảm thương trần hạ gái trai ra bài giáo thiện khỏi tai nạn sầu bây giờ còn giấu chi đâu từ đây riết tới không lâu mà chờ nhưng sợ người đời vì chờ quá lâu mà đâm ra nghi ngờ nên chi ông khuyên và quả quyết trẻ già đừng có nghi ngờ việc đời ngó thấy bây giờ tới đây đã biết rằng đời hạ nguyên sắp mãn nhưng do đâu mà biết rằng đã tới ông sư giải cho biết hai việc một việc xảy ra ở cõi tục phạm và một việc xảy ra ở cõi trời về cõi đời thì con người một ngày một trở nên hung ác tranh giành cướp giật chém giết lẫn nhau không còn thờ kính phật trời nể kiêng cha mẹ nói tóm lại là những điều gồm trong hai nhân tố đời sống vật chất lẫy lừng và đời sống tinh thần đạo đức suy đồi như đã thấy trong bốn lý do của cơ tận diệt mà cao đại giáo đã đưa ra cơ tận diệt ấy còn biểu hiện bằng những điềm trời cũng như trước kia chúa giê xu đã tiên tri ông sư giải cho biết trước rằng Máy trời mở hội đăng khoa mười ba tháng chín trời ra một điềm Trời chiều mây lặng gió êm, Giờ thân trời mới nổi lên rõ ràng. Điềm hiện ba sắc tam quan, Sắc đỏ, sắc vàng, Lại với sắc xanh. Rồi ông kết luận, Nói cho già trẻ đặng tàn, Việc đời gần chứ không xa mà chờ. Phật trời chiếu rõ tri cư, Có nghe không ép, làm ngư không nài. Về điểm này, theo lời của một vài ông kỳ lão kể lại, những người cùng thời với ông bán khoai đều mục kích rõ ràng, và nhờ đó họ tăng trưởng đức tin, một dạ tinh tấn tu hành. Nhưng muốn cho người đời nhận thức một cách thực tế hơn, ông sư giải còn chỉ cho người đời để ý về thời tiết đã đổi xoay. Đời đà tận thế vậy mà. Mùa Nam gió bớt, đông thời gió Tây. Mái trời nay đã đổi xoay, công danh có một hội này mà thôi. Đó là những điều xảy ra trong cõi tục phạm. Ngoài ra, cơ tận diệt, theo ông sư giải bán khoai, còn nằm trong quyền định đoạt ở cõi trời. Và chỉ có các đấng Phật tiên mới rõ được. Điều này, ngoại trừ người có tôn giáo không có thể hiểu nổi. Ông sư giải cho biết rằng Cõi trần khi dễ Phật tiên Cứ theo vụ việc Kiêu dèm liên miên Du thần tuần giảng chép biên Ghi tội ghi phước dưới miền trần gian mãn trăng sổ nạp một lần Thiên đình hội nghị phân tường hiền trung sổ kia soạn trước dân trung tội nhiều phước ít khó dung cho trần cứ theo các kinh phật thì cõi trần tức là nam thiệm bộ châu cùng ba châu nữa tức là đông thắng thần châu tây ngưu hóa châu và bắc cu lô châu đều đặt dưới quyền trưởng quản của đức ngọc hoàng thượng đế chính ngài nắm luật thưởng phạt nhưng cái luật ấy sở dĩ có cũng do nơi người trần hễ con người tạo nhân nào thì chịu quả nấy ngài chỉ giữ địa vị như một vị thẩm phán mà thi hành luật cứ theo bản thượng tấu của các du thần thì dương trần ít kẻ kính thành mãn lo làm dữ việc lành bỏ đi tội ác của người trần kể không xiết và không thể tha thứ được tội dữ thiệt đã vô ngần Xem trong kinh sổ Khó phần thứ tha Chính vì đó Đức Ngọc Hoàng Thượng Đế Định tiêu diệt Hạ quân gian ác rất nhiều Thiên đình Ngài muốn Xử tiêu cho rồi Nhưng Với lòng từ bi bác ái Phật rất thương xót chúng sanh Không đành để cho đời tiêu diệt Nên Tâu qua Ngọc Đế một khi thử dung trần thế nhân dân đặng nhờ gia phật xin xá tội cho trần gian để phật giáo khuyên một lần chót ông sư giải cho biết năm nay đời đã tới rồi phật sai xá tội dạy thời cho dân hay là mai mà trời phật bố ân xá bớt tội nọ thanh nhàn tấm thân về vấn đề xá tội, cao đại giáo nhận là kỳ xá tội lần ba. Chính với sứ mạng cứu vớt chúng sanh trong thời kỳ hạ nguồn này, mà Phật tiên lâm phạm hoặc bằng cơ bút như đã thế cao đại giáo hoặc giáng sanh như trường hợp ông sư giải bán khoai. Ông cho biết, Thân tôi còn ở trong trời, Phật sai tôi phải đôi lời giáo khuyên. Hoặc là, Tôi nay dân lĩnh Phật trời rao cho thiên hạ dưới đời đặng hay. Cuộc đời các việc tỏ bài, giữ lành đâu có nào sai đâu là. Sứ mạng của ông rất lớn. Ông hóa hiện hay chuyển kiếp chẳng biết bao nhiêu thân. Đi giáo khuyên khắp cõi trận. Phật trời tiên thánh sầu bi. Cậy ông sư giải mau đi giải trần. Sư giải dội giả ân cần, Đi hết khắp bốn quải trần giang khuyên. Thương ông sư giải nhọc nhằn, Sao thân chẳng biết mấy thân dưới trần. Ông đem hết lời Phật dạy mà khuyên răng chúng sanh. Ông cho biết những lời của ông nói ra không phải tự của ông mà là lời của Phật giảng này của Phật Tây Phương cho khùng đẳng dạy cứu an dương trần. Hoặc giả. Giảng này Phật biểu truyền rầy thấy trong cuộc thế đời này nghiêm ngang cho nên Phật biểu lưu truyền như trong bá tánh tinh thời ghi coi. Về phương pháp phổ hóa, ông sư giải bán khoai hay nói rõ ra những ngài trong phái Phật thầy thường hay giả dạng khi kẻ ăn xin, khi người buôn bán, nhất là xưng khùng xưng điên, đi từ xứ này qua xứ nọ, từ thành thị đến thôn quê, đem lợi Phật mà khuyên răng đời. Ông sư giải bán khoai cho biết, Phật tiên thôi mới đổi phiên, xuống ngay trần thế giả người bần nhân, giả điên rồi lại giả khùng, cơ hàng rách rưới rất nên thảm sầu riêng về phần ông thì ông giả người đi bán khoai hoặc bán gạo bán củi thường lai giảng miệt hậu giang tôi là ông sải bán khoai bán gạo ông trưởng ai ai cũng lầm nhưng sứ mạng của ông có thể nói là ở cao miên hương. chính ông cũng nhận là phật sai ông qua đó phổ độ Tôi đâu mà có an thân, Bây giờ Phật biểu tôi sang nước tần. Mến là mến nghĩa hoàng lân, Thương là thương lấy, Dạng dân mắt nàng. Sư giải bán khoai với hội Long Hoa Ông sư giải không ngần ngại mà cho biết là hội Long Hoa sẽ được mở ra để chọn người hiền đức. Vì đời thượng nguồn là đời vô cùng đẹp đẽ một xã hội của người hiền, không còn kẻ ác. Sở dĩ hội Long Hoa lập ra là để chọn người hiền vậy. Bởi trần lỗi quá muôn phần, cho nên lập hội Long Hoa chọn người. Hiền từ thời đặng thảnh thơi, nghìn ngang khó trốn lưới trời bỡ dân. Lưới hồng bủa khắp cõi trần, chuyển luân bá quái còn trong nỗi gì hạ nguồn sao chót xét suy sự giống nào có khác chi sự tồn nhưng cho được đi đến hội lâm hoa và được chọn chẳng phải là một việc dễ vì là một trường thi để chọn người hiền cho nên trước khi đi đến hội lâm hoa phải trải qua bao nhiêu giai đoạn thảm sầu ghê gớm đây là những báo hiệu của thời hạ nguyên hạ nguyên này thể như bèo nay còn may mất hiểm nghèo thon giòn lớp thì bệnh tật gầy mòn lớp thời bảo lục nhân dân khốn nàng, lớp thời su thế đa đoan lớp kia lớp nọ khổ nàng biết bao lớp thời tà quỷ lao sao xuôi mưu làm loạn hại dân muôn ngàn. Lớp nào là giặc nổi lên đánh tứ tung, không còn biết nơi nào mà tránh. Giặc thời tứ hướng dậy thì, nhiều nước dĩ kỳ khác chẳng giống nhau. Vừa chạy vừa khóc như mưa, trốn đâu cho khỏi binh ngừa bốn phương. Nào là cha con chồng vợ lạc nhau, nhà tan cửa nát làm cho nhiều việc tiêu điều muốn ngàn thiên hạ chính chiều thon giòn kẻ thời khóc mẹ kiếm con ruộng trâu đã hết chẳng còn món chi cửa nhà tan nát vậy thì đất bằng sấm dậy còn gì trời ơi thiên hạ chết như bèo trôi sông ngồi trên đỉnh núi treo leo thì trong thiên hạ như bèo trôi sông. Và phần nhiều những người xấu số ấy, theo ông bán khoai, là những người hung ác. Đứa dự chết đuối, chết đường, lớp đau, lớp chết, xóm làng tan quang. Thay nằm như thể làng can, nhà giàu thì lại tan quang hơn nghèo. Nhưng Ngoài cuộc tàn sát bằng chiến tranh do loài người gây ra, còn nhiều tai trời ách nước nữa, như nạn nước lục, lửa cháy khắp trời. Truyền rao chẳng biết mấy lần, thương đời trần hạ muôn phần lao đau. Nước đâu ngập lúc gò cao, lửa đâu dậy cháy lao sao khắp ngàn. Cảm thương trần hạ lăng xăng mắt trong nước lửa biết đường là đâu thứ lửa nó bay trên cao đến đâu cháy đó chỗ nào cũng tiêu lại còn âm binh nhiễu hại lại có một mối âm binh làm đau nhiều chứng trong mình chẳng an kẻ thời nát ruột nát gan người lại nát thịt tan xương chẳng còn lại còn ác thú giết người không biết bao nhiêu mà kể những kẻ hung ác chẳng bền hổ lan ác thú bắt rài chẳng tha thịt xương ăn bỏ giấy đầy nói cho bá tánh đời này tu thân mà lại là những thứ ác thú kỳ hình dị trạng chưa từng thấy thú sao nhiều thứ dị kỳ biết sao cho hết khác thì thú nay lớp bay lớp chạy lăng xăng chừng đó cầu nguyện phật ngừa đặng đâu những cảnh tượng ghê rợn ấy thật là ngoài sức tưởng tượng của con người nhưng rồi đây chúng ta sẽ thấy nhà học giả duy vật hồ hữu tường giải thích bằng phương pháp khoa học khi xảy ra bao nhiêu cảnh tượng rùng rợn con người sẽ ra sao và cuộc đời sẽ ra thế nào. Ông sư giải bán khoai cho biết rằng trong lúc hỗn loạn chiến tranh giữa loài người thì có điềm trời xuất hiện. Cái điềm đó sẽ kinh thiên động địa bởi nó là những tiếng sấm nổ. Thương thai trần hạ hết tình Sấm trời sau lại thình lình nổ ra Chừng ấy mới thấy quỷ ma ai lành ai dữ ai là phật tiên chừng nào tiếng sấm nổ ra thời là lành dữ kẻ tiêu người còn nói ra nghĩ lại héo doan lành còn dữ mất khác dài với nhau tiếng sấm ấy sẽ làm cho nhiều hòn núi phải vỡ nhiều cù lao đất liền phải sụp quả địa cầu vì đó mà thay hình chính trong lúc đó thì súng không còn nổ. Đến đâu súng nổ đá chai, nói cho già trẻ gái trai hay mừng. Có phải chăng vì thấy loài người dùng súng giết hại nhau, nay đá nổ nó phải chai, không còn bắn giết được nữa. Mà ông bán khoai gọi đó là một điều mừng. Và ông còn báo một tin kinh ngạc khác nữa nói cho già trẻ lo âu, minh dương khôi phục hưởng châu phong thần, ráng mà tu niệm ân cần, đặng mà coi hội long dân trên trời, ở trên mây bạc giữa vời, tiêu thiều ca sướng khác nào trường an. Chính là lúc Phật tiên lập hội lâm hoa để chọn người hiền đức. Phật trời nói chẳng sai lời. Long Hoa là hội Phật trời lập ra. Lập rồi cái hội Long Hoa cho người tu niệm đẳng mà bao nhiêu. Chọn lựa coi thử ít nhiều. Người lành kẻ giữ còn tiêu kẻ nào. Như thế, hội Long Hoa có thể gọi là một hội cho người hiền. Nhân loại gì đó phải trải qua bao nhiêu tai trời ách nước, chịu một cuộc sàn sải ghê gớm. Sàng quá sải lại bằng nay, hết xấu tới tốt, hết vong tới tồn. Chẳng qua là để chọn cho thiệt người hiền đức. Gạn cho hết đục tới trong, thương thai đồ đệ hết lòng chẳng buông. Lửa đồng mà đúc lấy chuông, LỰA người hiền đức mà thương lâu dài. Nhưng sau cuộc sang sấy chọn lựa, người hiền đức còn lại chẳng có bao nhiêu. Ông sư giải cho biết trong 10 người chỉ còn có hai người. Tôi buồn bốn phía không yên, kẻ giữ hết tám, người hiền còn hai. Và chỉ có hạng người hiền mới được đi đến hội Long Hoa cuộc đời quả thiệt hẳn hòi hội mười tám nước tôn dương đế hoàng đặng coi cái hội long hoa chọn người tu niệm hoàng gia tôn thần lại còn cái hội long dân quân thần cộng lạc thấy đều vui chơi người lành mới đặng thảnh thơi hoa dân hai hội chúa tôi vui vậy được đi đến hội lâm hoa đã là diễm phúc rồi thế mà ông bán khoai còn cho biết người nhân đức được một diễm phúc nữa tu hành nhân đức thì hơn thay hồn đổi xác nhờ ơn cửu trùng hết tục rồi lại đến tiên giữ lời phật dạy mới yên mới lành chính đến lúc đó mới là đời thượng nguông mở ra một thời kỳ thái bình vĩnh viễn ông sư giải cho biết chừng nào núi cấm quá lầu, thời là bá tánh đâu đâu thái bình ông không dứt nhắc đi nhắc lại hiện tượng này cho chúng sanh để ý chừng nào bảy núi thành vàng thì là mới được thanh nhàn tấm thân nhưng điều mà ông sư giải bán khoai vui mừng là khi thời kỳ thượng nguyên đã lập nước Nam sẽ là một nước diễm phúc nhất trên quả địa cầu nước Nam như thể cái lầu ngày sau các nước đâu đâu phục tùng sở dĩ nước Nam được diễm phúc là vì cơ trời đã định cho nước Nam là cõi trung ương nghĩa là trung tâm của nền văn minh thượng nguyên sau này chính vì được cái diễm phúc đó mà chư Phật chư tiên đều lâm phạm ở nước Nam. Bấy lâu Phật ở xa ngàn, bây giờ Phật lại bước sang Nam Trào. Hoặc giả. Dạ. Bấy lâu Phật ở nước Tần, bây giờ Phật lại trở lần về Nam. Và cũng vì nước Nam có diễm phúc mà ông sư giải bán khoai dừng lệnh Phật đi phổ hóa khắp nơi. Ông rất đau khổ mà thấy đợi không chịu nghe. Ông thường than gian. Chừng nào đến việc biết đời, bây giờ không thấy, nó thời không nghe. Hay là... Quảy trần nhiều kẻ thị khinh, thấy đời chưa đến, biết chi làm lành. Nhưng ông quả quyết là sẽ có, cho nên muốn cho đợi tin, ông thề rất tha thiết bấy lâu nói trước mà sao bây giờ nói chuyện mau mau tới rồi như ai mà có nghi ngờ tôi thề chứng có phật trời nào sai ông bảo cứ làm theo lời dạy rồi đây coi sẽ có hay không cho biết khuyên hết lớn nhỏ ai ai giữ theo lời dạy nay mai coi đời ông còn cẩn thận mà dặn trước nếu không tin sau này mang họa đừng có trách sao ông không có giải trước mấy bài khuyên khắp đông tây nói cho nam nữ đặng hay giữ mình nếu ai mà chẳng quá tin rồi sao mang họa chớ tình trách than thật là những lời đầy lòng thương xót nhưng chúng sanh có tin chăng riêng đối với tín đồ phái phật thầy thì những điều nói trên không còn xa lạ bởi nhiều điều tiên tri của ông đã được xác nhận và đương thực hiện. Đây là lời tiên tri của ông về nước Tàu, tiên tri gần 100 năm nay. Thương thai Trung Quốc chẳng lành, bị phù tan nhiều cách khổ hành lê dân. Nhưng mà trời chữa định phân, cho nên Trung Quốc lo cầu các nơi. Và dạ đây là lời tiên tri về Việt Nam. Nói cho thiên hạ đặng tường, ráng mà tu niệm khỏi đường đau binh. Và kia phía bắc chiến chinh, tu nhân thì đặng thần linh hộ mình. Mà tại đâu Trung Quốc bị nạn, và nhờ đâu Việt Nam được diễm phúc, ông Ba Thứ, một môn đệ của phái Phật Thầy, sẽ nói rõ. Sau đây, kính mời quý vị lắng nghe trích đoạn Sấm giảng người đời của ông sư giải bán khoai. Phần thứ nhất Hạ nguyên giáp tí bằng nay Cơ trời đã khiến lập đời thượng lai Cậy ông trưởng lão giáo truyền Khuyên trong lê thứ khắp nơi làm lành Dương trần ít kẻ kỉnh thành mãn lo làm giữ việc lành bỏ đi ngọc hoàng lị nhỏ lâm ly mới sai chư tướng xuống thì răng dân làm đau nhiều bệnh muôn phần cho nên phật tổ ân cần ra đi tâu qua ngọc đế một khi thứ dung trần thế nhân dân đặng nhờ ngọc hoàng nghe nói ngẩn ngơ mới sai chư vị một giờ ra đi. Xuống răng trần thế dậy thì, dậy răng trần thế làm lành tu thân. Ta nay phần cốt ở trần, phần hồn Phật khiến xa gần phải đi. Giáo truyền thiên hạ dậy thì, mười phần dậy đặng, dậy mà có hai. Hay là gẫm trong thiên hạ dạng dân, không lo tu niệm phải lâm đọa đài. Như Lai Bồ Tát bằng nai, nói với Ngọc Hoàng xét lại cho dân. Phật sai tôi phải ân cần, rao truyền đạo chánh cho dân tu trì. Phật bà khuyên dạy một khi, rước người tu niệm đem lên tòa vàng. Ai mà ăn ở nghinh ngang, tà ma yêu quỷ đón đàn phân thi phật trời ngự chúng phương tây thấy đứa hung ác chẳng còn thay thi phật biểu niệm chữ từ bi thấy trong bá tánh ít ai làm lành đem lòng hung dữ chiến tranh làm cho chư phật sầu bi trong lòng như lai lụy nhỏ ròng ròng biết làm sao đặng cứu rầy chúng sanh mới sai bốn vị thần nhân tới đâu truyền dạy vậy, vậy thì chúng sanh hoặc là ráng mà niệm phật ân cần bằng không tu niệm phải lâm tai nàng những người hung ác ngẩn ngơ trời sai yêu quỷ hại rầy chẳng tha đời đà tận thế vậy mà mùa nam gió bất đông thời gió tây mái trời nay đã đổi xây công danh có một hội này mà thôi nhà ngài khuyên dân chúng năm nay đời đã gần rồi gắn công tu niệm dễ thời bớ dân bên lòng niệm phật ân cần gắn công tu niệm cũng bằng bạc muôn niệm phật không đợi người thương có lòng cầu nguyện tây phương cũng gần hễ là người ở dưới trần có lòng phật độ dựa nương theo mình dạ ráng mà làm phước làm nhân thời là ắt có phật sai rước về làm ác thì khổ nhiều bề làm lành phật rước đặng về bồng lai thanh nhàn khoái lạc vui thai làm ác thì lại mất ngay sát hồn. Làm lành thì mình đặng tồn, làm giữ ác thú Sát hồn nuốt tiêu. Người hiền nói ít biết nhiều, cơ trời đã định, chẳng chiều thời mai. Cuộc đời thấy khổ lâu ngày, nói cho nam nữ ráng mà tu thân. Giáp tí khổ não trăm phần, không phải thái bình ngày rầy dân ôi cơ trời ách nước có rồi tôi khùng mà nói chuyện đời có không phần thứ hai ngồi buồn khùng nói chuyện điên thấy trong bá tánh ưu phiền xót thương ít ai ở đặng hiền lương cho nên mắc phải tai ương nhiều bề thấy trong trần thế ủ ê sang giàu có của lại chê người nghèo. Ta từng lên núi xuống đèo, ít ai có đặng chữ nghèo như ta. Đời này bạc ác tinh ma, dạy bảo chẳng đặng vậy mà, Phật ơi. Giáp tí cơ cuộc chưa rồi, bước qua ớt sử khổ thôi nhiều bề. Làm cho nhiều việc tiêu điều, muôn ngàn thiên hạ, chính chiều thon giòn kẻ thời kiếm mẹ kiếm con ruộng trâu đã hết chẳng còn món chi cửa nhà tan nát vậy thì đất bằng sấm dậy còn gì trời ơi chừng nào đến việc biết đời bây giờ chưa thấy vậy thời chưa nghe thế trần đâu biết kiên dè Chê rằng nói láo mà nghe làm gì. Chừng nào thấy việc dĩ kỳ, Đón đường nó bắt, Vậy thời mới tin, Lại có một mối âm binh, Làm đau nhiều chứng trong mình chẳng an. Kẻ thời nát ruột nát gan, Người lại nát thịt, nát xương chẳng còn. Viết đời càng mỏng càng mòn, Nói cho bá tánh muốn còn tu thân ráng mà làm phước làm nhân ngày sau thì đặng thanh nhàn tấm thân phần thứ ba ngồi buồn bắt mạch xem sao giáp tý ức sửu chuyện mau bây giờ bính dần đinh mão ngẩn ngơ đến cơn bát loạn chạy quơ giấy vàng kẻ đau người chết nhộn nhàng muôn binh ngàn thú rộn ràng lăng xăng kẻ thời bị thú bắt ăn người thời lại bị âm binh chạy nhào đức bằng sao nước lại trào chẳng biết chừng nào cho hết loạn ly giặc thời tứ hướng dậy thì nhiều nước dị kỳ khác chẳng giống nhau vừa chạy vừa khóc như mưa trốn đâu cho khỏi binh ngừa bốn phương. Mình như chỉ dấn tơ dương, chừng đó cầu nguyện Phật thương đặng nào. Ác thú chật khắp lao sao, muôn binh dây phủ không đường vô phương. Hay là Bính dần tật bình xiết bao, tu hành thì khỏi hùng hào thời mang. Nói cho già trẻ đặng tàng, ráng mà tu niệm ngọc hoàng thứ dung bớt bớt diệt dữ diệt hung lo làm nhân đức diệt hung đừng làm thời là mới đặng thanh nhàn có thuyền bát nhã xuê xoan trước về đính dần đinh mão ủ ê thần binh ác thú đề quề bốn phương đứa dữ chết rất chật đường lớp đau lớp chết xóm làng tan quan thay nằm như thể làng can nhà giàu thì lại tan quan hơn nghèo hoặc là khuyên trong nam nữ đừng phiền cũng đừng giấu của giấu tiền làm chi nhiều đất nhiều ruộng vậy thì sự dần thì lại sầu bi rất nhiều giáp tí chưa có bao nhiêu qua năm ức sửu bình đa đói nhiều no mai rồi lại đói chiều giàu nay mai lại nghèo nhiều rất đa nghèo mà biết niệm di đà hưng giàu giữ của để mà cho dây nửa sau như thể ăn mày đi thời mang cuốc mang cày một bên phú quý mà chẳng có bền chưa từng cực khổ có nên đâu là cho dây gạo quỷ tiền ma, lấy lời thập bội đem ra cúng chùa. Hoặc như khuyên hết bá tánh vạn dân, xin bớt hung dữ tu thân coi đời. Tôi ra khuyên giáo hết lời, không nghe thời lại mắt trầy lao đao. Gặp thời khổ biết chừng nào, hiền từ không có hung hào thì đông. Trung ương ức sửu có dông, Hiền từ Phật độ cũng không lụy mình, Nghinh ngang tánh ở bất bình, Có tướng thiên đình làm bình hải kinh, Nghinh ngang kinh dễ thiên đình, Cho nên ngọc đế buồn tình thở than, Mới sai tướng xuống trần gian, Trăng đồ hung ác chẳng an đêm ngày, Dương trần đâu có rõ hay, Tôi thương trần thế tỏ bày thị chung thiện nam tính nữ hay cùng tôi đây không phải là khùng ở đâu chừng nào dưới thế hết trâu biển đông hết cá thì tôi hết khùng thương thay bá sĩ lòng trung chê cười mặt thế khùng không lòng buồn chừng nào nước chảy đông nguồn một thầy ba tớ hết tuồng lao đao hay là đời này như nước cờ cùng nói cho già trẻ giữ gìn tu thân xem qua xét lại mấy lần cơ trời định chắc không lầm bớ dân tráng mà làm phước làm nhân cầu trời khẩn phật tổ tông đặng bền cửu huyền thất tổ đừng quên dùa hương bát nước chẳng nên sai lầm ai mà giữ đặng nhất tâm cũng như ngọc báo để cầm trong tay. Dạ. Nam mô Đức Phật Di Đà khiến người trở lại thảo gia của người. Bạc bảy đâu xứng vàng mười, hiền lương đâu xứng với người hung hăng. Cùng như sư vải ai bằng, khôn như bộn bãi nhiều thằng mang gông. Lời khuyên khắp hết tây đông. Chừng nào hết cá dưới sông hết đời. Phần thứ tư Hạ nguồn lục thập nhất niên, Thầy đà về cõi Tây Phương ẩn mình, Ất sủ phiên quốc chiến chinh, Qua năm đinh mão Nam Đình giao ngôi, Hàm nghi thất quốc thương ôi, Qua nơi Tây Bắc lánh dòng gian nan, Các vị quan trấn thở than, lên non ẩn sĩ cho an một bề tiên hoàng minh chúa ủ ê cảm thương lê thứ mắc vòng gian nan tiên dương vào chốn phật đường bạch cùng phật tổ sự duyên cho tường thích ca nghe tấu khá thương nói cùng minh đế hớn dương mãn rồi hoặc là hạ nguyên nay đã muốn cùng hại kẻ chẳng kể thiên cung vậy mà. Ai mà kính trọng mẹ cha, biết kiên trời Phật chừa ra chẳng hành. Phật sinh cho kẻ chúng sanh, cứ giữ việc lành hơn lập âm dân. Bền lòng niệm chữ từ bi, nửa sau có Phật dắt đi tòa vàng. Bấy lâu Phật ở xa ngàn, bây giờ có Phật bước sang Nam Trào hoặc là dạy bảo trần thế kẻo lầm Sửu dần xuất thánh lo cần binh cơ bính dần thấy việc ngẩn ngơ qua năm đinh mão ngẩn ngơ một hồi chồng nam vợ bất dân ôi nói cho trần hạ giữ thôi kẻo lầm ai mà thiện niệm nhất tâm tu nhân tích đức khỏi lầm tai ương Phật còn chẳng đặng thảnh thơi, huống chi trần hạ mà an nổi gì. Hay là, Người đời phải xét cao sâu, Việt Nam tiền hớn sao giàu cũng sang. Đến chừng gặp Chúa Minh Hoàng, Làm sao về đặng hớn đàn cho xong. Cũng như chim mắt trong lòng, Có ai gỡ khỏi cho xong mà về. Các nước dây phủ tư bề, phật cùng chư vị nào hề rảnh đâu minh hoàng ngự tại nam lầu phật cùng chư vị lo thâu phép thần phi đao bửu kiếm rất đông chuẩn đề thâu hết cứu trần gian nan hóa lửa nó đốt muôn ngàn hồ lô phật tổ đổ tràn nước ra núi giăng bao khắp người ta có ông di lặc thâu mà non cao nước dưng lục đến đọt xào có ông yết đế thu mau thủy triều bàn môn thả thú rất nhiều kỳ lân sư tử lại nhiều thú hung văn thù tay chấp thần cung huê quang cầm kéo trừ trùng độc tang, bàn môn diệu thuật đo đoan hóa lửa nó đốt muôn ngàn người ta quan âm nam hải bước sang tịnh bình thâu hết mới an tai nạn thoại ba tài trí đa đoan thiên la địa võng bủa tràn tứ phương di đà tai chấp thần chương đánh ra một cái tan tành còn chi đào lư diệu thuật rất kỳ hóa ra muôn thú ai bì đặng đâu thú sao tài phép lạ lùng hóa phép hóa lửa khó thay cho đời nó hóa nhiều phép kỳ tài, lửa cháy nước ngập rất nên thảm sầu. Chư thần xem thấy lắc đầu, trừ sao cho đặng lên cầu tích ca. Phật tổ thôi mới phán ra, sai ông hộ pháp bắt mà thú yêu. Đào lư phép nó rất nhiều, hóa binh, hóa tướng như diều rất đông. Phật tổ ngự tại dân trung, sai tề thiên xuống thâu tan tướng diệu đào lư tài phép đủ điều hóa ra ác thú thật nhiều rất hung phép tài biến hóa vô cùng tu hành thì khỏi làm hung đâu còn chuyến này cha mẹ lạc con tân mùi khổ hải hỡi còn thon von nhâm thân chưa đặng chỉnh tề đến năm quý dậu hớn trào bình an thiên đường địa ngục hiệp sang trung ương tam giới xuê sang phỉ tình nói cho bá tánh làm tin đừng mê đạo khác mà quên nam đình đến chừng gặp hội bình minh gươm nào tội nấy chớ tình thở than nói cho bá tánh đặng tàn chừng nào đến giảng giá hoàng biết nhau Bảy lâu nói trước mà sao bây giờ nói chuyện mau mau tới rồi như ai mà có nghi ngờ tôi thề chứng có phật trời nào sai nam mô đức phật như lai tôi chẳng có nài ai muốn thời nghe đinh mão thứ nhất hẳn hỏi có tàu đông hướng phật bà xét coi thập điện dở nẻo hẳn hỏi dân thù treo lưới bùm lèo xuê sang, mấy người tu niệm đặng an, những kẻ làm ác có còn ở đâu. Phật bà xem thấy lụy châu, biết làm sao đặng cứu rầy hung hăng. Ai mà tu niệm ăn năn thấy kinh ráng chép cũng bằng tu non. Ai muốn cho đặng vuông tròn, chép truyền phước để bia son đời đời. Vậy thôi nay đã hết lời, Ra công chép lấy để đời mà coi. Phần thứ năm Thương thai trần hạ đời nay, Trời đà mở hồi khổ thai nhiều bề, Các nơi chư quốc ủ ê, Bốn phương khổ hải, Nhiều bề khó an, Nhân dân đều mắc tai nạn, Đói đau khổ hải rộn ràng trái ban Chắc tí chưa mấy tai nàng Sổ dần đa bình Lại còn đa binh Tháng ba mùng chính xuất binh Ngày rằm xuất tướng Dạy binh phép màu Đến đâu đá nộ sống chai Nói cho già trẻ Gái trai hay mừng Ất sổ này xuất tướng trung Bến dần nhiều bậc Anh hùng ai đương Đinh mão thứ nhất oai cường thiệt tướng tiền đường khôi phục đế dương ất sủ ác thú lộ trương ẩn mình rừng rậm chưa ra chán trường chừng nào ác thú quỷ dương quá lửa nó đốt mới trường ra đi nói cho già trẻ lo âu minh dương khôi phục hưởng châu phong thần ráng mà tu niệm ân cần đặng mà coi hội long dân trên trời ở trên mây bạc giữa vời tiêu thiều ca sướng khác nào trường an rao cho bá tánh đặng tường kinh này rốt việc rốt đời bớ dân và ngài cho biết bính dần tai nạn rất to nói cho trần thế mà lo tu trì cầu nguyện bái phật ly bì quan âm bồ tát cứu thì khỏi lo Phật biểu truyền dạy mấy lần Coi đâu bỏ đó Mang tay liền liền Mang tay bá tánh lại phiền Mới tu mà muốn thành tiên tức thời Tu như thuyền nọ chạy khơi Có đau tu niệm hết thời lại thôi Dương trần ở bạc như dôi Khi dễ thần thánh nghĩ thôi đau lòng cho nên mắc phải trong dòng. Nói ra thì lại mất lòng chị anh. Bạc đầu phải sợ tóc xanh, liệt oanh dạng quốc cũng đương tranh giành. Thương thay Trung Quốc chẳng lành, phù tan nhiều cách khổ hành lê dân. Nhưng mà trời chưa định phân, cho nên Trung Quốc lo cầu các nơi dầu cho giặc giả tơi bời, kể sau cho hết tai trời dân ôi. Hạ nguyên nay đã hết rồi, minh hoàng cầu Phật lập đời thượng nguyên. Tu hành nhân đức thì hơn, thay hồn đổi xác nhờ ơn cửu trùng. Hết tục rồi lại đến tiên, giữ lời Phật dạy mới yên mới lành. Tu thời như ngọc báo lành, Ác nhân thời lại, thác còn tuổi xanh. Ác thú, lớp giật lớp giành, Lớp lôi lớp kéo, tan tành loài gian. Ngồi trên mây bạc nào an, Thấy kẻ vô nghĩa, khó toan cứu dùm. Tu nhân thời đặng thông dung, Giữa cùng tiên Phật, vô cùng hiển dinh. Lao sao kẻ khóc người than công lưng mà chạy, biết vương thế nào. Giặc thời dây phủ khắp bao, đói nhìn lửa cháy, lao sao khắp rừng. Dưới sông, thời nước lại dưng, khói lửa thời nước khó mà lánh thân. Hổ lan ác thú thời đông, trốn đâu cho khỏi, khó mong thoát nạn. Phật tiên còn hỡi luận bàn, công đồng hội nghị Tôn Hoàng Đế Dương, Đinh mạo Thánh Chúa Nối Ngôi, thìn Tị Ngài ngồi ngai vị chưa an, canh ngủ mới ngự chánh đàn, nói cho bá tánh liệu toan tu hành, Phật tiên còn hỡi sầu bi, hưởng chi trần thế vậy mà sao an? Năm năm sáu tháng cư hàng quỷ dương gây loạn nào an thí trần chỗ nào nó cũng muốn giành cảm thương tầng quốc mười phần còn hai tây phiên cuốn gió chảy dài tiên dương nó tính nay mai cũng đầu các nước chư quốc chư hầu đều đi cống lễ hàng đầu thánh dương đại nam xưng hiệu tiền đường nối đời nhà hướng bốn phương phục tùng nam trào chúa thánh quân trung muôn năm bình trị muôn dân an nhàn quý dậu có phật ta bà dạng dân thiên hạ nhà nhà ấm no hoặc là chừng nào núi cấm hóa lầu thời là bá tánh đâu đâu thái bình thương thai trần hạ hết tình sắm trời sao lại thình lình nổ ra. Chừng ấy mới thấy quỷ ma, ai lành ai dữ, ai là Phật tiên. Chừng nào tiếng sấm nổ ra, thời là lành dữ, kẻ tiêu người còn. Nói ra, nghĩ lại héo giòn, lành còn dữ mất, khác rầy với nhau. Khó nghèo cũng thể như giàu, sang giàu thì lại, đói đau hơn nghèo. Phần thứ sáu Khuyên hết lớn nhỏ ai ai, Giữ theo lời dạy nay mai coi đời. Cũng đừng bẻ nạn chống trời, Xa vào chiến trận uổng đời bớ dân. Xem đi xét lại mấy lần, Từ tí đến mẹo không bình không an, Từ mẹo đến ngọ đa đoan, Mùi thân thiên hạ mới an cửa nhà. Quý dậu có Phật ta bà, Thái bình bá tánh nhà nhà ấm no. Phật tiên hết giả cần lo, Giải khuyên già trẻ cứ lo tu trì. Rủ nhau niệm Phật từ bi, Cứ lo niệm Phật tụng kinh cho bền. Thì là trần hạ khỏi nạn, cảm thương sư giải nay mai đi hoài đi cho đến nỗi đất chai đến đâu dạy đó chẳng nài lao thân phần thứ bảy ngồi buồn nhớ lại ngồi buồn mấy lời phật biểu đôi trương ghi vào thương thay trần hạ xiết bao cứ đem chuyện giữ chất cao như thành lưỡng thần biên chép đành rành, tội dư trăm tội ai xin đặng nào. Nhiều người thật rất hùng hào, chẳng kể đầu bạc tuổi cao chút nào. Am dân thì lại ít giàu, cho nên mắc phải lao đao nhiều bề. Thấy ai tu niệm cười chê, thầy hay giải giỏi khỏi bề gian nan ngạc đời nói việc dị đoan, rủ nhau dụm miệng, ngửa ngang chê cười. Cười một mà khóc tới mười, sau không suy xét, vui chi bớ người. Tôi nói chứng có đất trời, ngạo cười đọa cửa thứ mười dân ơi. Ngưỡng thang chẳng có thấu trời, xa vào hắc ám biết ngày nào ra. Xưa kia cha mẹ ông bà Ở cõi trần hạ hay là ở đâu? Thuở xưa sáu chục bạc đầu Đời nay ba chục tóc râu bạc nhiều Có ăn lại ở hảnh kêu Nói mình bá hộ khi chê kẻ nghèo Sang giàu như bọt như bèo Nghèo mà tô niệm như kèo lòng xưa Dầu cho sớm nắng tối mưa cũng là khó thấm nước vô tới kèo lung lăng khác thể như bèo nay voi mai dịnh, treo leo bến bờ tu hành nào có bơ vơ cũng như tầm nhọng có tơ bao ngoài ở trong như thể lâu đài khỏi lo khỏi sợ chi loại trong gai ác nhân mắc họa mắc tai nói cho hung ác luận bàn cười chê Người lành khác thể quế mai, lung lăng khác thể như chai vậy mà. Mai già bông lá tốt tươi, mai non khô héo, tiêu mòn lá bông. Còn đâu mà đợi mà trông, tu hành nào có mang gông bao giờ. ỷ tài như đám hung nô, bị tài nhân quý, tớm thâu cơ đồ quyền cao bằng lý đạo tâm lầm tay trình tuế mạng vong tại chùa châu xương tài sức không vừa mắt mưu quan thánh phải theo phục tùng sư đồ tài phép không cùng bị tay thúc bảo gửi mà thi nhi thành đô tài gả ai bì mắt tay nguồn bá thác thì ra ma dương phàm nào khác na tra còn lầm lê thị quá mà tiếc cương trung thần là triệu khắc thường gian thần vừa diệt thiên dương miễu thờ tứ quyền trịnh thị nam dương bị nàng hàng thị một giờ thác oan long dương ở cõi hải giang khi người thầy bói nên chàng dông thân quyền trang tam tàng tu cần, 81 nạn mà không lụy mình. Trịnh Hâm là đứa bạc tình, thời sau mắc phải, thiên đình xử phân. Vân Tiên mắc nạn mấy lần, ngày sau người đặng ấn rồng trị dân. Nguyệt Nga trinh tiết liều thân, gian nan xá kể, trong gai nhiều bề. sau nàng chánh hậu, hoàng thê, trung trinh tiết hạnh, ai chê bao giờ lăng tâm như mụ di cơ thác rồi tiếng để nhớp nhơ đời đời dầu ai có giỏi dối đời trần gian không rõ phật trời cũng hay trụ dương tủ sắc mê say nhà thương mất nước quân thần tan hoang gái như nàng võ thị lan chê tiên bóng quán sao nàng lại đôi Lan Châu dũng thiệt là cùi, hết cơn đầy đọa sao ngồi báo ngôi. Dinh sang họ tạ chẳng rồi, sao lại bị đuổi ra ngoài làm dân? Tu hành giữ lấy nghĩa nhân, mấy đời có đọa tổ tông của mình. Tham gian hung ác bất minh, hết tai tới họa, hết tin tới tà. Kể sao cho hết vậy mà kinh này nói tích ai dùng thời coi mặt tình già trẻ xét soi Chứ tôi đâu có đồ nòi rút ra mấy bài của phật cho ta Chứ đâu nào có sai ngoa đâu mà cũng nhờ đức phật di đà truyền rao trần thế trẻ già luận xem phần thứ tám mái trời mở hội đăng khoa mười ba tháng chín trời ra một điềm trời chiều mây lặng gió êm giờ thân trời mới nổi lên rõ ràng điềm hiện ba sắc tam quan sắc đỏ sắc vàng lại với sắc xanh một điềm ba sắc chẳng lành ất sủ tháng tuất giờ thân không hiền một điềm ba việc đảo quyền ham bảy tháng này phúc lại hiện ra phía đông cái bàn màu vàng lại thêm cái lái khó mà biết bao trắng xanh vàng đỏ bốn màu việc đời cận lắm khó âu bây giờ ráng mà tu niệm kỉnh thờ tôi không có muốn ước mơ làm gì hào quang mà hiển sắc vàng là của tiên hoàng minh đế thánh dương Hào quang chiếu đỏ lố trương, Đó là của nước thiên viên rõ ràng. Hào quang xanh của Tần Hoàng, Hào quang sắc trắng của Tây vậy mà. Cho nên ngày nó chiếu ra, Mười ba tháng 9 hiện ra rõ ràng. Nói cho già trẻ đặng tàn Việc đời gần chứ không xa mà chờ. Hoặc là, Thu qua đông lại, nào sai đâu là. Bây giờ khác thể vậy mà. Bốn mùa tám tiết, vậy mà đổi xây. Thuở nay đông chót xuống đông. Bây giờ xuân chót đông hầu, lạ thay. Từ đây tuất hợi tới đây. Phật trời xây đổi, đông tây khác mùa. Giáp ức chưa biết tới chùa. Bính đinh thời mới biết chùa đế dương mù kỷ tam cõi đăng đàn canh tân thì mới hiệp đàn phân ngôi nhâm quý chư phật ta bà nhân vật thiên hạ nhà nhà ấm no thương thai dạy nhỏ dạy to dạy hơn dạy thiệt sao dân không dò cứ lo chửi rủa đôi co không biết niệm phật mà lo cứu mình hoặc những đoạn Ngó lên mây bạc chính tầng, hai đàn tội phước nửa mừng nửa than. Thân tôi giấc ngủ nào an, thương đời trần hạ thác quan mà sầu. Bởi chân chẳng biết cạn sâu, cho nên mắc phải vào nơi thập sầu. Chết đâm chết chém rơi đầu, là người trộm cướp nào mà trách ai chết mà da thịt không phai là kêu thần thánh mà sai bắt người. Chết mà còn nói còn cười là khi trong cõi ngũ hành chẳng linh. Chết mà mê sản trong mình khinh khi thất tổ của mình chẳng linh. Chết mà lo sợ hải kinh là khi trời Phật nên mình thác oan. Chết mà chẳng thấy trối thang là kêu ôn dịch nên mang khốn nghèo. Chết mà trôi nổi như bèo, ỷ giàu tổn đức phạt rầy thảm thai. Chết mà bất cập tri cơ, tại là háo sắc ước mơ má hồng. Chết mà thân thể dễ xài, tại là lấy vợ giết chồng người ta. Chết mà thân thể chẳng hòa, tại mình ác đức chết mà treo thây thấy đời mà lại sầu tây xin người dương thế phải suy lấy đời cũng đừng khi phật ngạo trời cũng đừng khi dễ dậy mà tổ tâm cũng đừng chửi gió mắng dông cũng đừng khi dễ thánh thần chẳng linh cũng đừng chọc gái tốt sinh cũng đừng rủa xả mà thân chẳng toàn cải ác tùng thiện thời an dầu cho có mắt tai nạn cũng qua cuộc đời khó nổi xét ra còn nhiều cách thảm còn xa bớ trần lớp thời hành bệnh trên không lớp thời thủy lục lớp lôi ra đồng lớp thời đi đạp gai trong lớp thì cỏ cắt châu thân chẳng lành lớp thời ông kiến cắn mình Lớp thời ma quỷ hành hình ốm đau. Lớp thời u nhọt rất giàu. Chết thiệt trăm đàn, mau rất nên mau. Ráng mà tu niệm dồi trao. Thời có trời Phật, mau mau đổ mình. Phần thứ 9 Hạ nguân tuất hợi đổi trời. Ngọc Hoàng hội nghị lập đời thượng nguân. Dương trần đâu rõ nguồn cơn, ruộng trâu hao tổn, nhân dân chẳng lành. Hạ Nguyên như sợi chỉ mành, sao không tu niệm tranh giành làm chi? Phật trời tiên thánh sầu bi, cậy ông sư vải, mau đi giáo trần. Sư vải dội giả ân cần, đi hết khắp cả cõi trần giáo khuyên tới đâu cũng thấy hùng hào ít ai kiên nể ồ ào chê bai lại còn dễ hút cợt chê cười điên khùng nào phải thần tiên đâu là thấy đời tôi lại xót xa tôi thề hết tiếng cho trần hạ tinh thương đời dạy đã hết tình tráng mà nghe lấy bàn kinh mà thờ Dạy từ chân tóc mối tơ cớ sao lê thứ làm ngơ không cần dạy cho tu lấy cái thân không phải tôi biểu tu cần cho tôi có tu sao đặng ngôi cao ai mà khi dễ lưỡng biên ghi vào thuở xưa là giặc ô sào bây giờ là giặc nhật tàu tranh đương nói cho thiên hạ đặng tường tráng mà tu niệm khỏi đường đau binh giặc kia phía bắc chiến chinh tu nhân thì đặng thần linh hộ mình phần thứ mười cảm thương trần hạ gái trai ra bài giáo thiện khỏi tai nạn sầu bây giờ còn dấu chi đây từ đây riết tới bao lâu mà chờ bính dần nhiều chỗ bơ vơ qua năm đinh mão như tơ rối cuồng năm mẹo tháng mẹo chưa buồn năm mẹo tháng hợi lụy tuôn dầm về vậy mà chưa mấy ủ ê trung ương rồng lộn ê hề thay thi mèo kêu riết tới ai bi Tới gà về ổ dân thì bình an. Thương thai đồ đệ ngùi ngùi, Mang lời thế sự không nguôi tấm lòng. Gạn cho hết đục tới trong, Thương thai đồ đệ hết lòng chẳng buông. Lửa đồng mà đúc lấy chuông, Lửa người hiền đức mà thương lâu dài. Huệ lựu ký tả một bài diễn ban châu quận hậu lai phán tường vắn dài lời nói thảm thương muốn thời hãy đọc không thời đừng nghe giảng kinh không phải thơ về nên ngồi đặt đặng không nghe lại cười giảng kinh có tiếng không người chứng có chín mười không phải mình tôi huệ lựu bút ký tả rồi đặng cho thiên hạ dấu roi để đời Phần thứ 11. Tam nguyên nay sắp hết rồi. Phật trời hội nghị lập đời thượng nguyên, truyền rao khắp hết thế gian, thành tâm tu niệm khỏi cơn hiểm nghèo. Hạ nguyên nay thể như bèo, nay còn mai mất, hiểm nghèo thon giòn. Lớp thì tật bệnh gầy mòn, lớp thì bảo lục nhân dân khốn nàng. Lớp đau, lớp chết nhộn nhàng, lớp thì ban trái, bốn mùa nào an. Và Ngài khuyên dân chúng, khuyên trong thiên hạ gần xa, phải suy, phải xét, trẻ già chớ ương. Tôi đã biết hết tỏ tường, tội phước hai lẽ, không phương nào lầm. Tu hành thì đặng thiện tâm, ác nhân lại mắc cõi âm luân hồi tu hành sau sẽ sang giàu. Tiền căn nhân quả, diệu màu không ngơ. Thứ nhất, lấy vợ người ta. Thứ nhì, ác đức, sanh ra thú cầm. Thứ ba, trâu chó làm ăn. Thứ tư, có chữa, phá thai vậy mà. Sanh rồi thác xuống diêm la. Xa vào hát ám, khảo tra khổ hình. Thứ năm, chẳng kể diêm đình. Thứ sáu khi dễ Phật thần thánh tiên. Thứ bảy chê trong cửu quyền. Thứ tám hiếp đáp người hiền mồ côi. Cho nên mắc đọa luân hồi cùng căn mà kiếp mạc đời chung thân. Thứ chín chửi gió mắng dông. Đánh đài chửi tớ, đắng cay muôn phần. Tuy là nó ở tứ đầy thiên sanh nhân số phải xây luân hồi ai ai cũng số ở trời tiền căn báo hậu vậy thời bỡ dân lung lăng thời khó muôn phần nói cho bá tánh dưới trần luận suy thứ mười đừng có khinh khi khó nghèo tàn tật với người cùi đuôi thấy ai đói khát cút côi sang vào hiếp đáp vô hồi chẳng thương. Đừng khoe lớn cột cao rừng bạc muôn lúa dựa chẳng thương dân nghèo. Ngồi trên đỉnh núi treo leo, thấy trong thiên hạ như bèo trôi sông. Xúp dày một hội rất đông, cùng phong thổi tới, gẫm trong còn gì. Mèo kêu nghe tiếng ai bi, quân thần phụ tử, xiết chi ưu phiền rồng bay sao xuyến nào yên, rắn bò giáp giới, đảo điên dương trần. Chừng nào có ngựa, có lân, có quy, có phụng, có quân, có thần. Năm năm sáu tháng long đông, nhân dân thiên hạ, mắt dòng gian nan. Kẻ thời, mất giờ khóc than, người thời chồng chết, rẻo gian ôm sờm. Con nít, kêu mẹ réo cha, ông bà khóc cháu thiệt là thiết tha. Nam mô tam giáo bảo toàn, tam quân, tam phẩm, tam quan, thánh thần. Độ người trung giới đức nhân, cúi đầu bái tạ, Phật thần lui chân. Tạ từ thánh tử tôn sư, tôi xin trở lại thảo lư diễn hành. Thầy ngồi trên đảnh mây xanh, tôi xin đạp sỏi dày sành giáo dân cuối xin bá tánh đồng tâm cầu cho bá tánh dưới trần hiền lương cầu cho bá tánh bốn phương vô tai tịnh sự an khương thái bình tôi đâu có nệ nhọc nhằn cầu cho ai nấy giữ gìn lời răng thân tôi tuyệt tự nhất thân vô hậu kế đại có bằng ai đâu? quệ lựu xét hết cạn sâu mực mài bút ký quận châu chớ phiền đọc coi đâu có tốn tiền cổ tích lưu truyền chẳng phải chuyện chim bấy lâu trong cảnh giáng niên bây giờ tới hội lưu truyền gần xa quệ liệu lục tự trao ra cầu cho thiên hạ trẻ già Tu thân. Nam mô Tam giáo chứng minh độ người thiện nghiệp. Nam mô Tam giáo chứng minh độ người thiện nghiệp. Nam mô Tam giáo chứng minh độ người thiện nghiệp. Nam mô A Di Đà Phật.